Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay á, mình chia sẻ các bạn cách để các bạn có thể bắt được cái tay nắm lên trên cánh cửa các bạn ha. Thì khi mà tay nắm mới các bạn bắt lên cửa như thế này á, thì các bạn phải đo lấy dấu các bạn ha. Các bạn phải đo lấy dấu từ cái lỗ này tới lỗ kia là bao nhiêu. Thì ở đây nó sẽ là 9 phân rưỡi nữa các bạn. Đó, thì các bạn lấy dấu số của nó, các bạn mới đo lấy dấu trên đây. Thì các bạn mới khoan lỗ vô, hai lỗ trên lỗ dưới để mà bắt được cái tay nắm này các bạn nha. Nhưng mà mình hướng dẫn các bạn cách này nó sẽ đơn giản hơn. Các bạn không cần phải đo hai lỗ này nữa nha các bạn nha. Rồi, thì các bạn sẽ sử dụng keo giấy hoặc là băng keo trong cũng được các bạn nha. Các bạn xé một miếng như thế này. Xé miếng như thế này ha. Rồi, thì các bạn sẽ dán lên đây. Dán lên cái tay nắm này ha. Rồi các bạn sẽ lấy dấu nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi, thả một kiểu giấy ra. Rồi, thì bây giờ các bạn đã có hai dấu chính xác luôn nha. Rồi, sau đó các bạn chỉ cần khoan lỗ vô thôi. Bạn khoan bằng con vít này luôn các bạn nha, không cần phải sử dụng cái mũi khoan ha. Đây con ốc để bắt cho nó nè, ốc răng của nó là 3 ly các bạn nha, 4 ly. Đó, thì các bạn không cần phải dùng cái mũi khoan 4 ly để mà khoan vô. Chỉ cần con vít thôi. Đó, mình làm sạch cái ba vớ trên mặt này thôi. Rồi, bây giờ mình bắt vô nè. Đó, bây giờ mình để vô thôi coi nè. Đó, hai ốc nó ngay chính xác như các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Đây, các bạn nhìn nè. Đó, từ lỗ trên đến lỗ dưới đó, ngay luôn. Đó, các bạn không cần phải đo gì hết ha. Rồi, bây giờ để ngay lại rồi mình siết vô thôi. Đó, rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ngay chốc luôn các bạn nha. Đó, thì tương tự bên đây nó cũng vậy, các bạn cũng bắt y hệt giống như bên đây, thì lấy băng keo, các bạn chỉ cần lấy miếng băng keo thôi để mà làm dấu nó thôi, như vậy là nó ngay rồi nha các bạn nha. Đó, thì đây là cách mà mình muốn chia sẻ các bạn, khi mà các bạn muốn bắt cái tay nắm mà nó hai lỗ như thế này là đó, thì các bạn chỉ cần lấy miếng băng keo để các bạn làm dấu từ lỗ trên lỗ dưới, hoặc các bạn dán vào trên bên trên cái cánh cửa thôi, để các bạn khoan cái lỗ vô chính xác luôn. Đó, không cần phải dùng đến thước này luôn nha các bạn nha. Rồi, thì nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ cho các bạn á, thì các bạn hãy ủng hộ mình cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình phát triển nha, để mình có thêm kinh phí để đóng tiền mạng để mà làm ra video clip hay hơn để gửi đến các bạn nha.